Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Thiếu tướng Phó Tư lệnh Không quân Nga tử trận. Ba Lan sẵn sàng triển khai quân đội Đức trên lãnh thổ. Số người nghiện rượu ở Nga tăng mạnh sau 10 năm. Tàu hàng Hoa Kỳ trúng hỏa tiễn ngoài khơi Yemen. Quốc đảo Nauru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Philippines cải thiện cơ sở đồng trú tại chính đảo trên Biển Đông nông dân Đức lái 5.000 xe tải, máy kéo về thủ đô biểu tình. Sương mù nặng nề khiến giao thông khắp Ấn Độ ngưng trệ. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh Sống với Dây Tinh Hoa, thứ ba ngày 16 tháng 1. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lực lượng không quân Ukraine đưa tin, trung tâm điều khiển không quân trên chiếc phi cơ IL-22 của Nga vẫn có thể thoát khỏi bị rơi sau cuộc tấn công nhưng không thể khôi phục được. Đại tá Yuri Ignat, phát ngôn viên không quân Ukraine, đã cho biết trên Facebook như sau. Có vẻ như chiếc IL-22 đã về được Anaba. Tuy nhiên, như các bạn có thể thấy, chiếc hộp Duyara này không thể phục hồi. Vì vậy, mục tiêu cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt, cho dù có cố gắng thì cũng không giúp được gì. Phi cơ này đã bốc cháy và có người bị thương trong ekip lái. Như đại tá Inat giải thích, phi cơ phát hiện radar tầm xa A50 mới là mục tiêu chú trọng của lực lượng vũ trang Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, việc tiêu diệt chiếc phi cơ này dường như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với không quân Ukraine. Tuy nhiên, trong đêm 14 đến 15 tháng giêng Lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn trúng phi cơ A50 và một chiếc IL22 có trạm chỉ huy trên không. Hai mục tiêu cùng lúc đều rất hấp dẫn. Tôi tự hào được phục vụ trong lực lượng không quân Ukraine, viên sĩ quan kết luận. Trong khi đó, cựu tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, tại thời gian phục vụ trong quân đội ở viện nghiên cứu và thử nghiệm không quân năm 1984, Ông đã phải tham gia thử nghiệm tổ hợp radar tình báo, trong đó có A50 và hiểu rõ về tính năng, giá thành của nó. Vì vậy, ông cho rằng khó có khả năng nó bị hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot thông thường bắn hạ. Do đó, đây là thắng lợi có ý nghĩa của quân đội chúng ta, gây đau đớn vô cùng cho địch. Đây là thành công đưa chúng ta đến gần hơn với việc giải phóng hoàn toàn bầu trời Ukraine. Thông tin về chiếc phi cơ rơi được người Nga cập nhật cho biết, thi thể của thiếu tướng Nga Oleg Vladimirovich Pichela đã được tìm thấy trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn gần thành phố Berdyansk bị chiếm đóng, cùng với thi thể của các thành viên phi hành đoàn khác của Periev A-50 Mainstay. Tướng Pichela là phó tư lệnh không quân Nga, chịu trách nhiệm về lực lượng không quân tầm xa chiến lược, một trong bộ ba hạt nhân của Nga. Trước đó, ông là chỉ huy sư đoàn tinh nhuệ của lực lượng không quân số 22, gồm các oanh tạc cơ hạng nặng TU-95 và TU-22 đóng tại căn cứ không quân Engels. Đơn vị này chịu trách nhiệm ném bom Ukraine. Do hai phi cơ chiến lược bị không quân Ukraine tiêu diệt, phía Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn bằng hỏa tiễn hành trình và đạn đạo vào 42 thành phố của Ukraine nhằm trả thù thiệt hại trên. Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine cho biết, sau khi phi cơ A50 và IL22 bị phá hủy, các nhà tuyên truyền Nga có thể bắt đầu một chiến dịch thông tin với những lời đe dọa về các cuộc tấn công trả đũa. Mục tiêu chính của những tuyên bố như vậy là nhằm đe dọa người Ukraine và hạ thấp tinh thần người dân nước này. Trung tâm cũng dự đoán các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trong những ngày tới. Vì vậy, hãy ứng phó với các tín hiệu báo động không kích. Trung tâm chống thông tin sai lệch thông báo. Trong khi đó, các binh sĩ của Nga trên bộ lại là những mục tiêu tấn công của UAV cảm tử từ Ukraine. Một đợt tấn công của các binh sĩ Nga mặc áo giáp cố gắng di chuyển về phía các vị trí của Ukraine được ghi lại. Toàn bộ số binh sĩ trên chiếc xe có vẻ như đã bị thiệt mạng sau khi bị UAV FPV đâm trúng. Các chuyên gia quân sự phương Tây cũng đã lưu ý tính hiệu quả chiến thuật của Ukraine ở mặt trận. Việc sử dụng UAV tấn công FPV là một phần quan trọng trong chiến lược của Ukraine, cho phép quân đội nước này gây thiệt hại nặng cho nhân lực và thiết bị của Nga. Một chuyên gia quân sự Đức với biệt danh là Tenda đã đăng tải ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội X, một video vài giây trước khi UAV phát nổ trúng một xe chiến đấu bộ binh của Nga. Khi trên xe này có một nhóm binh sĩ lớn, hậu quả của vụ nổ khiến toàn bộ nhóm binh sĩ Nga thiệt mạng. Các chuyên gia quân sự cho biết, chi phí thấp nhưng hiệu quả sát thương rất cao từ UAV cảm tử mang đầu đạn xuyên giáp RPG-7. Ở đây, chúng ta thấy hình ảnh từ một chiếc UAV trị giá 500 đô la với đầu đạn RPG-7 khoảng 50 đô la. Đó là tất cả những gì bạn cần để tiêu diệt hơn 10 người Nga. Cùng vũ khí và xe tải của họ, một làn sóng sát thương cao đã xảy ra, dẫn đến mức thua thiệt gần như 100%, ông nhấn mạnh. Trên mặt trận tiền phương, cường độ pháo kích của Nga vào Avdiivka ở vùng Donetsk đã tăng lên nhiều lần trong hôm qua. Chỉ trong hai tuần đầu năm 2024, Nga đã thả khoảng 250 quả bom từ trên không xuống thành phố. Ông Vadim Filaskin cho biết, thông tin trên radio Svoboda vào ngày 15 tháng 1. Theo ông, trong cả năm 2023, quân đội Nga đã thực hiện 146 cuộc không kích vào Avdiivka. Ông cũng báo cáo rằng 1.131 người vẫn còn ở lại thành phố và việc sơ tán đang diễn ra. Đặc biệt, 71 người dân, trong đó có 9 trẻ em, đã được sơ tán khỏi tiền tuyến vào ngày hôm qua. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với Zesbos Bolita, Ngoại trưởng Ba Lan Andrzej Shina cho biết Ba Lan sẵn sàng triển khai quân nhân Đức trên lãnh thổ của mình. Hiện tại, quân nhân của một quốc gia NATO khác là Hoa Kỳ đang có mặt tại nước này. Số lượng của đội ngũ là khoảng 10.000 người. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan giải thích rằng việc triển khai quân chủ yếu sẽ tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO, sườn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương gần Nga nhất. Ông Sayna cho biết, với cuộc chiến đang căng thẳng ngoài biên giới phía đông của chúng ta, bất kỳ sự trợ giúp và hợp tác nào từ các đồng minh của chúng ta đều được đánh giá cao. Vì vậy, nếu người Đức muốn tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO ở Ba Lan như họ đã làm ở Litva thì rất hoan nghênh. Ba Lan từ lâu đã muốn tăng cường sức mạnh cho NATO để chống lại Nga. Vào tháng 12 năm 2023, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, Jacek Shivera nhấn mạnh rằng, các nước NATO cần xây dựng năng lực ở phía đông để chống lại Nga. Ông bình luận về một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Đức, trong đó tuyên bố rằng, các nước châu Âu và NATO chỉ còn cách đối đầu với Nga từ 6 đến 9 năm nữa. Đồng thời, ông Severa còn cho biết phân tích này trùng khớp với các nghiên cứu được thực hiện ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ở Nga, lần đầu tiên sau 10 năm, số ca được chẩn đoán là nghiện rượu đang gia tăng đáng kể. Như vậy, từ năm 2010 đến năm 2021, số người mới được xác định nghiện rượu đã giảm gần một nửa, từ 100.000 xuống còn 53.000. Tuy nhiên, vào năm 2022, các bác sĩ đã xác định được 54.200 người nghiện như vậy các chuyên gia được phỏng vấn giải thích rằng điều này xảy ra có nhiều lý do phức tạp như đại dịch những biến động kinh tế xã hội và sự gia tăng các cuộc đối đầu địa chính trị bác sĩ tâm thần nhà tự thuật học người đứng đầu phòng khám ma túy và tâm thần ruslan isayev cho biết trong thời kỳ trước chiến tranh tỷ lệ nghiện rượu trong dân chúng nga đã giảm đáng kể đồng thời bác sĩ cũng đồng ý rằng những biến động kinh tế xã hội gia tăng đối đầu địa chính trị và áp lực trừng phạt trong những năm gần đây đã phần nào ngăn chặn động lực tích cực trong việc giảm tiêu thụ rượu của người Nga. Người Nga lo lắng về cuộc tấn công của lực lượng vũ trang, họ uống rượu và bắn nhau. Điều này đã được báo cáo trong Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine. Như Trung tâm Kháng chiến quốc gia cho biết, một trong những nguyên nhân là do tính kỷ luật thấp trong lực lượng vũ trang Nga. Đó là lý do khiến tình trạng say rượu, đào ngủ ngày càng gia tăng. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 1, một cơ quan an ninh và công ty rủi ro hàng hải của Anh cho biết, một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Hoa Kỳ đã bị trúng hỏa tiễn ngoài khơi Yemen, sau khi phiến quân Houthi bắn hỏa tiễn hành trình vào một tàu khu trục Hoa Kỳ. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh, do Hải quân Anh điều hành cho biết, tàu hàng bị trúng hỏa tiễn khi di chuyển cách thành phố Aden của Yemen khoảng 177 km về phía đông nam. Cơ quan này cho hay Thuyền trưởng thông báo tên lửa lao từ trên xuống và đánh trúng mạng trái tàu, nhưng không công bố danh tính phương tiện. Cơ quan này thông báo đang điều tra về sự việc và khuyến cáo tàu hàng trong khu vực cần cẩn trọng. Hãng tư vấn an ninh hàng hải Ambry có trụ sở chính tại Anh cho biết, Mục tiêu của hỏa tiễn là tàu chở hàng rời thuộc sở hữu của doanh nghiệp Hoa Kỳ treo cờ quần đảo Marshall và không liên quan đến Israel. Cuộc tập kích gây cháy khoan hạn trên tàu, nhưng không gây thương vong và tàu vẫn bảo đảm khả năng đi biển. Giới chức Anh nhận định, đây là cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Hoa Kỳ tại khu vực, nhằm đáp trả chiến dịch không kích do Washington và London tiến hành nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen những ngày qua. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, quốc đảo Neuru đã chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc chưa đầy 48 giờ sau cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Loan. Trong một tuyên bố, chính phủ của quốc đảo nhỏ bé ở Micronesia, phía đông bắc của Australia cho biết, họ đã quyết định công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và đang tìm cách nối lại quan hệ ngoại giao đầy đủ vì lợi ích tốt nhất của nước Cộng hòa và của người dân Nauru. Quyết định này đã khiến Đài Loan chỉ còn 12 đồng minh ngoại giao chính thức. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, họ hoan nghênh quyết định này và nó sẽ đánh dấu một chương mới trong quan hệ song phương với Nauru trên cơ sở nguyên tắc một Trung Quốc. Như vậy, kể từ năm 2016, khi bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến đắc cử tổng thống Đài Loan, quốc đảo dân chủ này đã mất đi 10 đồng minh ngoại giao về tay Trung Quốc. Đây là lần thứ hai Cộng hòa Nauru đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Nauru lần đầu tiên cắt quan hệ với Đài Loan vào năm 2002 và sau đó lại nối lại vào năm 2005. Trung Quốc đã và đang dụ dỗ nhiều đồng minh của Đài Loan, thường đưa ra những lời hứa về viện trợ và phát triển. Các quan chức an ninh của Đài Loan đã nói với trang tin Reuters trước cuộc bầu cử tại hòn đảo vào hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 1 rằng Trung Quốc có lẽ sẽ tiếp tục lấy đi thêm nhiều quốc gia đang có mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Thưa quý Bà vị, Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines, ông Romeo Browner, thông báo Manila sẽ cải thiện các cơ sở hạ tầng tại tất cả 9 hòn đảo mà quốc gia này kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Vào hôm 15 tháng 1, lãnh đạo Bộ Quốc phòng của Philippines đã đề cập đến dự án này khi tham dự một hội nghị về quốc phòng do Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chủ trì tại trụ sở của Bộ. Bộ trưởng Browner cho biết, quân đội sẽ chuyển một máy lọc nước khử muối cho binh lính sống trên một chiến hạm mà Philippines đã cố tình để mắc cạn tại bãi cạn Second Thomas từ năm 1999 để khẳng định chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Browner còn nói đến một kế hoạch hiện đại hóa quân đội cũng như bao gồm việc mua sắm thêm chiến hạm, radar và các phi cơ chiến đấu để triển khai chiến lược chuyển trọng tâm từ bảo đảm an ninh nội địa sang bảo vệ các vùng lãnh thổ có nguy cơ bị xâm chiếm. Kế hoạch nói trên đã được đưa ra trong một bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc tại nhiều khu vực thuộc quần đảo Trường Sa. Theo báo chí của Philippines, chính quyền của Manila đã nhiều lần tố cáo Trung Quốc về hành vi gây hấn nhắm vào các tàu thuyền công vụ của nước này như là đâm, gây va chạm hay tấn công bằng các loại voi rồng. Vào tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền đường 9 đoạn của Trung Quốc, bao trùm gần trọn Biển Đông. Bắc Kinh không thừa nhận phán quyết nói trên. Thưa quý vị, hàng nghìn nông dân Đức đã điều khiển xe tải, máy kéo từ khắp nơi đổ về Berlin để biểu tình phản đối về kế hoạch tăng thuế đối với nông dân. Khoảng 10.000 người cùng với 3.000 máy kéo, 2.000 xe tải từ khắp nước Đức vào hôm qua đã tập trung tại các tuyến phố quanh cổng Brandenburg, thủ đô Berlin, để bắt đầu một cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ xem xét lại kế hoạch tăng thuế đối với người nông dân. Đây là một sự kiện mới nhất trong loạt cuộc biểu tình đã kéo dài một tuần qua, gây áp lực lên chính phủ liên minh của thủ tướng Olaf Scholz trong bối cảnh chính phủ Đức đang tìm cách xử lý vấn đề ngân sách và kiềm chế phe cánh hữu. Trước sức ép lớn, chính phủ của thủ tướng Scholz đã nhất trí không hủy chính sách hoàn thuế cho nông dân mua sắm phương tiện nông nghiệp và trì hoãn bỏ trợ cấp dầu diesel trong lĩnh vực nông nghiệp thêm nhiều năm nữa. Tuy nhiên, nông dân Đức với sự ủng hộ mạnh mẽ từ phe bảo thủ đối lập và phe cực hữu đã cho rằng động thái như vậy vẫn là chưa đủ. Nông dân sẽ chết dần. Mọi người nên hiểu rằng sẽ phải nhập khẩu thêm nhiều thực phẩm nếu các chính sách hỗ trợ nông dân không được khôi phục. Một người biểu tình đã cho biết như vậy. Chính phủ Đức đang cố tìm một giải pháp ôn hòa do lo ngại các cuộc biểu tình có thể biến thành các cuộc kích động bạo lực. Thưa quý vị, tình trạng sương mù dày đặc cùng nhiệt độ hạ xuống mức thấp đã khiến các hoạt động giao thông ở Ấn Độ bị gián đoạn. Các chuyến bay và tàu hỏa ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ tiếp tục bị gián đoạn trong ngày 15 tháng 1 do sương mù dày đặc và cái lạnh đã bao trùm khu vực phía bắc của đất nước. Đây là ngày thứ hai, các hoạt động vận tải đã bị trì hoãn ở thủ đô New Delhi. Theo thông tin từ trang theo dõi hàng không Flyradar24, ít nhất có 168 chuyến bay rời thủ đô của Ấn Độ đã bị trì hoãn và 56 chuyến bay khác bị hủy vào sáng ngày 15 tháng 1. Tờ India Today cho hay hơn 100 chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng vào một ngày trước đó. Trong khi đó có ít nhất 18 chuyến tàu đến New Delhi từ các vùng khác nhau của đất nước cũng bị hoãn do sương mù dày đặc, hãng tin ANI đưa tin. Tờ Times of India đã dẫn dự báo từ Cục Khí tượng của Ấn Độ đã cho rằng tình trạng hiện tại có thể tiếp diễn ở miền Bắc của đất nước trong 4 tới 5 ngày tới. Riêng trong ngày 16 tháng 1, sương mù rất dày đặc sẽ tấn công vào thủ đô New Delhi cùng với nhiệt độ thấp giao động ở mức 4 độ C. Trong điều kiện sương mù nghiêm trọng, sân bay Delhi đã đưa ra các khuyến cáo kêu gọi hành khách liên hệ với các hãng hàng không trước chuyến đi. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trên này đến đây xin được phép tạm dừng. Yên Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.